Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là thuộc đường DT741 thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Thì trước mặt của chúng ta là đi khoảng chừng một cây số nữa chúng ta tới được vùng Bình Suối Cam, thành phố Đồng Xoài nhé. Nghĩa là cái khu vực tôi đang đứng ở đây là giáp thành phố Đồng Xoài rồi. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cái miếng đất nằm trên cái mặt đường DT741 này. Là cái miếng đất này anh chị, miếng đất có tầm vông này anh chị nhé. Đó, ở dưới đất thì có nhà chủ ở đây luôn. Thì ở đất của chúng ta thì có 60 mét mặt đường và sâu vào là 70 mét anh chị nhé. Sâu vào 70 mét thì thổ cư chủ này người ta lên là được 400 mét thổ cư anh chị nhé. Đó, 400 mét thổ cư ha. Đó, nhà đây, nhà của chủ này. Đó, điện ba pha nha anh chị nhé, điện ba pha đầu đất luôn. Đó, trước mặt chúng ta là trạm thu phí Phước Long, trạm thu phí Phước Long Đồng Xoài anh chị nhé. Cái con đường này thì lượng xe lưu thông rất là nhiều nhá, rất là dày nhá anh chị nhá. Đó, thì anh chị nào mà muốn mua để làm nhà xưởng công ty á thì miếng này là phù hợp anh chị nhá. Tại vì cái mặt đường của nó tận 60 mét cơ và chiều sâu vào thì nó tận 70 mét anh chị nhá. Thổ cư thì người ta lên được là 400 mét thổ cư rồi. Đó, 400 mét thổ cư ha. 60 mét thì chạy ra tút ngoài kia đó, cái chỗ cái bảng trắng trắng đó đó. 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 Rồi chạy tút ra đây luôn anh chị nhá. Đó. Rồi bây giờ mình nhắc lại nhé, vị trí tôi đang đứng là DT741 thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nha anh chị nhé. Và chúng ta lưu thông khoảng cây số nữa là tới trung tâm thành phố Đồng Xoài. Đó. Và chúng ta lưu thông ngược lại đây khoảng chừng 2 cây số nữa là tới ủy ban Thuận Phú anh chị nhé. Anh chị nhé. Đó. Rồi con đất của chúng ta thì ngang mặt đường DT741 này là 60 mét, sâu vào là 70 mét, thổ cư là 400 mét. Và giá bán là 250 triệu một mét ngang. 250 triệu một mét ngang anh chị nhé. Đó. Đó, tôi quay để anh chị cho anh chị dễ hình dung. Thì cái đất này thì anh chị nào muốn mua để làm công ty nhà xưởng ấy thì phù hợp nhá, vì điện ba pha ngay đầu đất. Đó. Đường xá thì lưu thông thoải mái anh chị nhá. Đó, trước mặt chúng ta là công ty gỗ Thiên Phú nó nằm đây rồi. Đó. Rồi mình nhắc lại một lần nữa nhé, đất chúng ta thuộc DT741 thuộc xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhé. Ngang 60, sâu 70, thổ cư 400, giá bán là 250 triệu trên 1 mét ngang. Đó. Thì mọi thông tin anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 hoặc truy cập website của công ty là cvtland.com để nhận được những video mới từ chúng tôi. Anh chị vui lòng ấn chuông, đăng ký kênh. Xin cảm ơn.